Nặng không chích? Không nặng đâu à? Hãy gì cả thật nhá, đồ ăn nhá. Xin kính chào quý ông bà cô chú anh chị. Chào mừng quý ông bà cô chú anh chị tiếp tục quay trở lại với nội dung mới trên kênh Bản Em. Một ngày mới xin chúc tất cả quý ông bà cô chú anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Thưa các bác, hôm nay cháu Lực lại tiếp tục là có mặt ở hoàn cảnh là bốn mẹ con của bác ạ. Hôm nay cháu Lực ra đến đây thì là thấy hiện tại là đang thấy là ba mẹ con là đang lấy củi. Không biết là em Đoàn thì hôm nay là em ấy đi đâu rồi cô bác ạ. Ở đây thì trước là có một cái búi tre là nó bị đổ đúng không bác? Bị đổ nhưng mà nó chưa chết hẳn đấy. Nhưng... thấy thì Đoàn thấy ở phía bên kia các bác ạ. Thì hầu như là đằng sau nhà, gần nhà của bốn mẹ con là có rất là nhiều những cái cây cối này các bác ạ. Cả bốn mẹ con là cùng với nhau là lấy củi là mỗi người là một công việc của bác ạ. Hôm nay là ngày chủ nhật cô bác ạ, cho nên là các em là không có định đi học, ở nhà là phụ giúp được mẹ. Hôm nay là không đi xa để lấy củi à Đoàn hôm nay ấy? Lấy ở gần nhà thôi à? Cái búi này thì có vẻ như là hôm nọ là chặt đi một nửa thôi các bác ạ. Hôm nay hôm nọ là cũng cùng mẹ để lấy à? Đoàn gửi một lời chào tới các ông các bà là Đoàn. Con kính chào các ông các bà. Ra đây lấy lâu chưa? Nó vừa mới ra lấy thôi à? Thấy là củi thì cũng được là một chút rồi, chắc là cô là ra đấy trước cô bác ạ. Này nó, này bảo bác xử xử từng con nào nó ra nè. Cái này thì bây giờ cần chặt, phải chặt đến tận gốc rồi cô bác ạ bây giờ ấy. Ra phía bên này thì có Đoàn với lại là Trích nữa. Cái này đồi sắn đấy, có phải đồi sắn của nhà Giang không? Không phải đâu à? Hôm nay là không đi học rồi chờ ba anh em ấy. Con xin kính chào con các bà. Rồi nào Trích nào. Rồi. Thế là hôm nay là bố mẹ con là cùng nhau để đi lấy củi à? Giang thì hôm nọ là có đi bà đi làm đấy các bác đấy, nhưng mà rất là may là cháu Lực với lại em Đoàn là còn là đi tìm được và đón về đấy, chứ không là đi đi làm thì thực sự ra thì em ấy cũng có ý nghĩ là rất là người lớn các bác đấy, nhưng mà tầm mà độ tuổi của em bây giờ đi làm thì phải nói là rất là khó để ai được nhận đi vào công ty thì cũng chưa đủ tuổi. À, bây giờ ai nhận việc thì cũng toàn là nhận là đủ tuổi thì mới làm à.
Dạ, vừa rồi ra đây là ăn cơm xong mới ra hay là chưa 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 ăn cơm mà ra? Ăn cơm. Là chưa ăn cơm rồi à? Cái củi nhỏ nhỏ này lấy để đi đi làm gì? Đi nó sống lượng. Ở nhà thì là em Đoàn với lại là em Trích thì là học đến chỉ đến chiều thứ sáu thôi, còn là em Giang thì là học đến chiều thứ bảy nha. Cấp 2 là học buổi sáng thứ bảy là học thêm một buổi đúng không? Trước thì các em là còn là ở nhà ở trong trường luôn bác đấy, nhưng mà năm nay thì các em lại không ở nữa đấy, cái lý do là bố cũng vừa mới mất ấy. Mẹ thì ở nhà một mình thành ra là các em thì cũng không có ở nữa, là về ở với mẹ. Để buổi sáng đi học thì các em là đi lại lại là chắc là đâu đó tầm độ là tầm 4 đến 5 cây của bác, quãng đường của các em đi học ấy. Có hôm nào mà lấy cơm đi cùng luôn không, hay là hôm nào cũng về là ăn đi học về xong về nhà ăn cơm xong mới đi? Đi học xong là hôm nay đi. Hầu như là cái bụi tre này là không để mà sót lại cái gì hết cả cô bác, những cành củi nhỏ nhỏ này thì cũng được các em là nhặt, với lại là mẹ là cũng nhặt đi. Đấy, ra phía bên này là có vẻ như là Đoàn là đủ vào một bó rồi cô bác ạ. Đủ một bó chưa Đoàn? Hả? Vẫn chưa à? Cái này gần đây lấy ôm đi còn nhanh hơn á, lấy buộc à? Gần nhà ấy. Trích nhà vác bó nào đi Trích? À vác cái này đúng không? Thì vào trong những cái bụi tre này lấy cái củi này thì cũng khá là nguy hiểm của bác ạ. Bởi vì là những cái cành cây nhỏ nhỏ, cành cây mà nó bị cái gai của nó nhỏ nhiều quá. À mẹ này còn lắm bầu tư đây lắm á, nào ra. Người bạt áo nưng mi thò lắm mày nọ. Cái bụi tre này là cô nói rằng là cái hôm trước là gió to thổi thì là nó bị đổ đấy, từ lúc đấy là chú còn nó có. Tuột rồi à? Hay là chưa đủ bó? Trích là được một bó rồi các bác, một bó là đi về trước rồi đấy. Nhìn là trong bó rất là to mà Trích nhấc lên thì chắc là đâu đó tầm độ 4 đến 5 cân gì đấy cô bác ạ. Cái củi nhỏ ấy. Ôi, trên này cũng lấy ra để đấy nhiều quá cô bác ạ. Có nặng không Trích? Không nặng đâu à?
Đây là ra phía bên này là cho Lực nhìn thấy là các em còn đi lấy cái nhân trần này các bác này. Đấy, cây này cây nhân trần này, cây này thì phơi khô lên xong rồi để mà pha với nước là uống sao các bác. Có tác dụng rất là mát gan gì đấy các bác ạ. Nếu như các bác biết nhân trần thì các bác là biết rồi. Nếu như là các bác nào có quan tâm thì là bảo các em là lấy nhiều vào xong là để mà gửi cho các bác, để cho các bác là ủng hộ. Đấy, ôi ơi, đấy đoàn đấy. Đoàn còn chơi một bó là to ngang người rồi các bác ạ. Giang được bó nào chưa Giang? Hãy đi cẩn thận nhé đoàn nhé. Bên kia thì là mẹ với lại là anh Giang vẫn còn là đang lấy đấy các bác. Được củi thì là đoàn với lại là trích là vác về trước. Cái này là để đây luôn à? Củi khô như này thì để đây là liệu nó có cháy không? Hả? Ôi ôi, đây này. Không, lần sau đi lấy củi là phải cầm theo cái bao tải nhá. Rồi. Ở bên này thì cũng nhìn thấy là các em là đi lấy củi về sao các bác này, củi cành củi rất là nhỏ. Ra bên kia thì cũng có khá là nhiều củi. Củi bên kia là hôm nọ là có làm mà ma chay cho bố các bác ạ. Là hàng xóm người ta lấy về. Cái này là bây giờ là lấy phơi lên à đoàn? Rồi, cái này. Này là chắc là lấy rửa qua mới phơi đúng không? Cái này là đem đi bán hay là đem đi đâu? Đây. Đem đi bán. Đem đi bán á? Thế là cái này là đi từ đâu lấy về? À. Trong rừng kia là lấy về à? Để vào trong cái chậu này. Chậu rửa kia. Này là chỉ có này là rửa qua cái cát của nó ra các bác, cát với đất. Được chưa? Ra bên này thì là Trích là đang hộ mẹ làm cái gì đây em? À, cái này gọi là làm gì có biết không? Có biết nói không? Không biết nói á? Này gọi là nhuộm vải. Biết chưa? Rồi, Trích lại nói to lên thế nào? Anh nói anh nói chuyện là Trích phải thưa chứ. Không được có gật đầu nhá. Đến lớp cô giáo có dạy gật đầu không? Đấy. Trả lời chú hỏi là phải trả lời đấy. Không, cái nào không biết thì bảo là cái này cháu không biết chú ạ. Anh ạ, bảo đấy nhá. Đấy, rất là giỏi các bác. Ở nhà thì là phụ mẹ là có lúc là phụ mẹ là nhuộm vải. Có lần thì cháu lực ra là thấy là em Đoàn làm này, ra thấy em Giang làm, nhưng hôm nay là ra thấy là Trích là làm rồi. Cái Trích là hôm qua là có nhận được là cặp mới với lại là giày mới chưa? Rồi, có đẹp không? Có thích không? À. Bên đây là xong rồi ạ. Ôi rồi, đây thì cháu được nhìn thấy là cô là làm là hai thùng của bác ạ. Ôi. Cái này là cá à? Đây cá gì đây? Thế nào? Ôi. Cá đây cá rô phi của bác ạ. Cá rô phi này thì có chiên giòn thôi. Cả bố mẹ con là đi à. Ui ôi kìa, nước tuột rồi. Hôm qua thì là Giang thì là em ấy cắt tóc xong rồi các bác ạ. Còn với em Đoàn thôi. Đoàn thì một tí nữa là để cho Lực là cắt cho. Trích là cắt tóc không con gái này? Không cắt được à?
Con gái là phải nuôi tóc để dài nhờ. Đây, xung quanh trước nhà thì cũng có trồng thêm là vài cây mận này. Cây mận này thì có phải là cây mận chua hay là mận ngọt hả Giang? Mận chua. À đây là mận ngọt, còn đây là mận chua à? Đi vào. Ôi, đây này. Đây thì có những cột thì là đây là cũng là vỏ, cũng là hạt. Đây là vỏ nó thôi à? Cái này là tách xong rồi à? Đây, cột này thì cho Lực nhìn thấy là bị mọt này các bác này. Ở đâu đó là tầm độ chắc chỉ vài năm nữa thôi là cột này là sẽ phần dưới chân là sẽ không có dùng được nữa. Có kiến nó rất là nhiều. Bạn, đây là khí chọn ngọt hay chua ấy? Hả Trích? Khí ngọt á? Hái từ đâu về? Ui, nguy hiểm đấy hả Giang? Hả Đoàn? Này thì là rất là thơm của bác, hiện tại là đứng là còn là lấy cúi này. Cái này là phơi 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 quả gì đấy Giang? Phơi hạt gì đây? À, đây là phơi khô xong mới đem đi bán à, xem được nhiều không? Ôi, chắc là chỗ này được đâu đó là tầm độ là 4 đến 5 cân đúng không á? Cái này thì nếu mà phơi khô thì bán được là 10.000 một cân hay sao ấy. Này, cho vào đi. À, mẹ bảo là dài ra kìa. Này thì cũng khá là thấp rồi các bác ơi. Tay cho được là còn chạm tới. Nhìn thì có vẻ như là không có bị dột nát một chút nào các bác nhỉ. Nhưng mà khi mà đến ngày mưa đấy thì hôm nọ thì cháu được cùng chứng kiến là một lần rồi mà đi vào nhà ấy là tất cả những cái mà chúng có những chỉ có một hai chỗ là nó không bị là bị dột xuống thôi. Đấy, phơi cái kia đi Đoàn. Mẹ bảo phơi kìa. Em Giang thì là hôm qua là cắt rồi các bác ạ, thành ra là em Đoàn là chưa cắt thì tiện thể là cầm tăng đơ lên. Xong ra là cắt tóc cho Đoàn luôn. Cắt tóc cho Đoàn nhá. Thế mọi lần đi cắt tóc là ai cắt cho? Lấy tiền đi cắt. Hả? Lấy tiền đi cắt. À. Thế là trước là có bao giờ bố cắt cho không? Có. Có à? Thế trước kia là bố cắt cho là nhiều đúng không? Thế thì cắt mỗi một lần thì mất bao tiền? 10.000 à? Trước là xin tiền bố à? Vâng. Hôm qua thì cắt đến lượt em Giang, em Đoàn cắt đấy các bác. Nhưng mà người ta bận việc ấy, người ta lại không cắt. Cắt cho mối cho em Đoàn thôi. Cắt cho mối cho em Giang thôi. Đoàn là muốn cắt như nào? Cắt như nào cũng được. Cắt như nào cũng được à? Cắt cho nó gọn rồi nhá. Cắt cho nó gọn nhá. Tóc là được bao lâu chưa cắt rồi? Thấy dài đấy. 3-4 tháng rồi á? Ủa lâu đấy. Thế là từ cái lúc mà bố lần cuối cùng là bố lần cuối cùng bố cắt cho là từ đấy về rồi à? Ngồi thẳng thẳng đấy nha. Ồ, Đoàn là hay xoáy luôn chứ nhỉ?
Nhà còn là dầu gội không? Hết hết dầu gội rồi à? Trích là có vẻ là thích nhìn cắt tóc này Trích nhờ. Nào, thẳng thẳng lên, đừng có cúi xuống. Cúi xuống là anh nhìn khó quá. Tí là anh tỉa tỉa trên này xuống một tí nhá. Cho nó gọn lại một tí nhá. Tóc lâu lắm rồi cô bác, chưa cắt mà đã được 3-4 tháng rồi. Đoàn là đoàn đi học này, sau này có ước mơ là muốn làm gì không? Hả? Ước mơ là muốn làm nghề gì không? Biết ước mơ là gì không? Có. Thế ước mơ thì muốn là làm cái gì? À. Ước mơ là muốn. Thế cố gắng học lớp 9 xong à, muốn đi học nghề xe máy thì bảo anh nhá. Bây giờ thì nói là nếu mà muốn các em mà muốn thay đổi cuộc sống của các em ấy cô bác thì chỉ có là kiếm cái ngành nghề nào, ngành nghề gì đấy thôi. Mai lại tiếp tục đi học đúng không? Ừ. Mai là học cả ngày đúng không? Ừ. Ngứa à? Có con muối à? Ừ. Xù phù ra đây này, đấy, chụp ra đây này, đừng để cho nó vào. À, có con dín nữa bác, chứ không phải là muối. Em đừng có cử động nhá. Cử động nhiều là anh cắt là sẽ bị lệch ấy. Là cắt là sẽ nó thành ruộng bậc thang ấy. Biết ruộng bậc thang không? Nào sang bên này đi. Có bao giờ mà ai cắt tóc cho thành ruộng bậc thang bao giờ chưa? Chưa. Chưa à? Ừ. Nào, cao đầu lên một tí nào. Anh tỉa cho một tí đó nhá. Tóc đoàn này là dài quá. Nào, thẳng cái đầu lên nào. Ở nhà là không được lười tắm nhá.
Tắm là phải một ngày là tắm một lần nhá. Hôm nào trời nóng thì tắm hai lần nhá. Đấy, tóc này che che hết cả mắt rồi cô bác ạ. Đấy, chải thẳng xuống. Vừa rồi là cháu lực còn tỉa ra một tí, nếu mà không tỉa là còn dài hơn nữa. Ở nhà có bao giờ hai anh em cắt tóc cho nhau không hả Giang? Không á? Nhưng mà chắc là từ đây về sau đó là nếu mà không từ đây về sau là chắc là hai anh em là cắt tóc cho nhau đấy nhỉ? Yêu em tỉa lại. Hả? Tỉa như nào? Tỉa cho nó à. Như bảo là như em Đoàn chứ không phải là như thằng này nhá. Đi học sắp hết lớp 9 rồi cho nói chuyện là đừng có là nói trống không nhá. Đấy. Đoàn á? Đoàn có con cháy à? Thế là Đoàn là đi đâu lấy cháy về đây? Hả? À, thế là em chị có à? Anh cạo này. Như Đoàn, như Giang thì sau này là lớn lên là muốn học làm nghề gì? Hả? Dạ. Em là sau này nếu mà học hết lớp 9 ấy thì là có định hướng là đi làm nghề gì không? Dạ. Là định hướng là đi làm thuê thôi à? Ồ. Đoàn thì em Giang các bác, em Giang thì là định hướng là chỉ có đi làm thuê thôi. Làm thuê về để mà lấy tiền là giảm nợ thôi. Tắm ở đây luôn à Đoàn? Dầu gội này, dầu gội gì đây? Son siêu à? Ở nhà các em thì còn có cái nguồn nước này mà về thì đỡ phải là đi đi kéo của bác ạ. Nhưng mà cháu được nhìn thấy là mỗi đoạn nó là một một loại ống. Đây nó là một loại ống trắng, còn đây là ống đen. Còn là ra bên kia lại thêm một loại khác nữa. Đoàn là tắm luôn ở đây đấy nhỉ. Thế buổi tối là có lấy nước đi vào trong kia tắm không? Không á? Là tắm luôn ở ngoài à? Đấy, cô chỉ biết là cắt cho em ấy là gọn gọn hơn thôi các bác. Chứ để mà cắt đẹp như thợ thì cũng không có làm được. Chích là đầu có cháy đúng không? Ra đây thế nào? Ôi ôi.
Đây đây, có nhiều trứng cháy quá. Đấy. Cháy lên thì là đúng là một người có là lay lên cho cả nhà luôn. Nào để cho anh em nào xem nhìn thấy con nó đâu không. Từ từ nhá. Có bị ngứa không Trích? Hả? Có ngứa à? À đây nè, trứng cháy nhiều quá. Úi dồi, đúng là mát rồi. Sao không? Sao à? Này mà bây ôi giời, cháy nước mắt rồi. Vừa rồi động trúng vào mắt của em một tí các bác ạ. Tắm xong rồi à Đoan? À. Con này là hôm nọ là đi mua là các bác gửi cho. À thế là vừa đòn thế nhỉ? À. Ai được nhiều hơn? À, ai cũng được bằng nhau à? Thế là ai cũng vừa đúng không? À. Chích có được bộ nào không? Con cơ có à? Không cảnh nhà của các em thì là cháu Lực cũng đã chia sẻ lên khá là nhiều rồi các bác. Hàng xóm thì là chỉ có là tít bên kia là có dưới này là có nhà chú này, ra bên kia là có thêm một nhà đấy là nhà bên lãnh đạo thôn không các bác, là cô Mai ấy. Trước là cùng cháu cũng ra bên này. Vậy áo đấy lâu luôn à? Ở nhà có khăn tắm gì không? Không. Không có đâu. Thế là mỗi lần tắm xong thì lấy cái gì lâu? Đây thì cô không biết là cô đang nhặt đậu tương này làm gì đấy cô bác. Lực nhóc còn lên là nào. Ừ. Là nhặt những cái hạt mà nó bị hỏng ra cô bác thì mới làm được đậu tương này. À vừa rồi thì cháu Lực có nhìn thấy là cái tấm cửa này có bác này ghi là 1976 này. Thì cái nhà này là làm là ai khác vào đây à? Giang có biết không? Không á? Thế hỏi mẹ xem mẹ có biết không? Có lẽ là cái cánh cửa này là từ thời ông rồi có bác này, từ thời ông là làm được 1976 thì bây giờ đã được là hơn 50 năm rồi. Đấy, đoàn này nào, xem nào, bây giờ nhìn là có vẻ là khác hẳn hơn một chút nhỉ. Đấy. Trích là chuẩn bị rửa bát à Trích? Hả? À. Cái bát này là bát sạch rồi đúng không? Hai anh em cùng đi rửa thì nó nhanh hơn này. Bát này thì có vẻ như là cháu Lực nhìn thấy là bát nhựa là nhiều các bác, còn là bát sứ thì ít hơn. Cái này thì mấy hôm không rửa rồi à Trích? Được 2 hôm rồi à? Các em thì là cũng đã lớn lớn hơn một chút rồi, thành ra là mẹ thì cũng đỡ lo hơn một chút đấy, nhưng mà tầm mà đến độ tuổi này thì các em bắt đầu đi học hành nhiều, thành ra là mẹ chỉ có gọi là đi lo là đôi lúc là đóng kiếm tiền là đóng tiền học thôi. Đoàn Giang hộ anh để vào trong một tí nhá. Lấy cái bàn chải chải hết cái tóc ra đi. Có hôm ra thì là bắt gặp là có một mình là em Đoàn là rửa bát thôi. Hôm nay thì thấy là có thêm cả Trích nữa. Có hôm một mình Trích có rửa không? Hả? À, có phải rẻ đấy đâu Trích.
Thế là rẻ con nồi mà. Nếu mà ở trường là không phụ mẹ được được nhiều việc rồi nhỉ. Ở dưới nhà của các em thì là cô bác ạ, nó thuộc dạng là cũng là gần gần rừng nhiều quá, thành ra là có dính với muối rất là nhiều. Buổi đêm mà đi ngủ là phải căng màn nhá. Màn hôm nọ là anh mua cho ấy. Đấy, căng đàng hoàng và đừng để cho con muối vào trong. Liêm tờ mà. Đây đây. Đấy, mỗi người một viên nào đấy, rửa đi. Không phải tranh nhau rửa bát. Đây, cuộc sống là có em thì mới có học lớp 5 thôi, có em chỉ có học lớp lớp 3 thôi các bác. Nhưng mà tuy nhiên là các em là ai cũng rất là chăm chỉ và gặp những cái điều và những cái chuyện gì các em cũng đều làm hết. Đây là lần sau là ăn xong một bữa là phải rửa một bữa chứ. Đường thường là để hai hôm mới rửa một lần à? Vâng. Thế là ai trong hai anh em thì ai là người rửa bát nhiều nhất? Đoàn là người rửa bát là nhiều nhất đúng không? Tích là năm nay là lên lớp 3 rồi nhỉ? Đấy, năm sau là lên lớp 4 rồi, bây giờ thì mới bắt đầu là nhập học à lớp 3 thôi cô bác ạ. Nhưng mà buổi sáng thì hai anh em cho anh hỏi, buổi sáng thì ai là người gọi dậy các em đi học? Thường thường là buổi sáng là tầm độ mấy giờ dậy có biết không? 5 giờ. 5 giờ đã dậy rồi á? 5 giờ dậy nấu cơm ăn sáng là đến 6 giờ là bắt đầu là đi trường. Ôi dồi ôi, cẩn thận chứ. Bắn hết vào anh Đoàn này. Đoàn đi rửa mặt đi em. Chích là rửa từ từ thôi, không được rửa nhanh. Bắn hết vào anh không à? Bọt này cũng không có nguy hiểm, nếu mà nguy hiểm thì là có vẻ như là cái thời tiết thì là sắp chuyển bị mưa hay sao rồi các bác ạ. Ở trên nhìn trên bầu trời thì là những cái đám mây đen xuất hiện là rất là nhiều. Nói về cái hoàn cảnh của bố mẹ con đấy các bác thì rất là mong sẽ được sự là yêu quý của các bác là giúp đỡ cho bố mẹ con là một cái phần nào đấy trong cuộc sống. Và những cái video mà cháu được chia sẻ lên là những cái thức phim về cái cuộc sống hàng ngày của bố mẹ con. Để cho các em đi vào cất bát thì chắc là cháu Lực cũng xin được kết thúc cái video này ở đây thôi cô bác ạ. Cái hôm nay thì cháu Lực ra chia sẻ thì cũng khá là dài rồi. Thế là cất xong bát rồi à? Vâng. Thế là chiều nay là hộ mẹ được một hôm nữa là mai là không hộ được rồi đấy nhỉ? Vâng. Ôi, vừa rồi thì quên là bấm mấy cái long tơ này cô bác này. Long tơ này dài ra ngoài này. Một tí nữa là bấm sau. Đấy, bây giờ thì ba anh em là gửi một lời chào tạm biệt tới tất cả các ông các bà nhá. Bây giờ là từ em Đoàn trước đi. Con kính chào các ông các bà.
Rồi, nào bây giờ thì đến trích đi. Con kính chào các ông các bà. Rồi. Con kính chào các ông các bà đã theo dõi hết video ạ. Rồi. Hẹn gặp lại quý ông bà cô chú anh chị ở những cái sóng tiếp theo trên kênh bạn em. Xin chào các bác. Thank you.